Mọi người ơi, hôm nay em lại được đi thăm vườn nè. Mọi người đang có thấy xung quanh em toàn là những chậu lan đang nở rộ mà. Và em vừa tìm hiểu được một thông tin rất thú vị. Mọi người cùng theo chân em nhé. Đây mọi người ơi, điều thú vị mà em sắp chia sẻ tới mọi người nằm ở đây. Anh ơi, cái giống này là mình nhập ở đâu ấy anh? Thái Lan. Sao mình không nhập ở Việt cho nó gần ấy? Tại vì cái cây Thái người ta làm nó nặng tốt hơn của bên Việt Nam. Nên nhập cái cây này thì tỷ lệ hồng nó ít. Nó có liên quan gì đến màu hoa không ạ? Màu hoa thì người Thái lúc nào người ta cũng đi trước cái thị trường của mình. Lúc nào người ta đi ra cái giống tốt hơn. Nên trồng cái Thái nó ít sâu bệnh. Từ lúc mình nhập về tới khi mình vào chậu như này trong khoảng thời gian bao lâu vậy anh? Cỡ khoảng 7-8 tháng, cái thời gian nằm rễ và nằm cái co nó lâu chứ còn ra bông thì mấy. Ví dụ như trồng, ví dụ mình nhập cây này thì thời gian mình để cây có thể ghép chậu như anh đang làm ấy là bao lâu ạ? Nếu mà lên như này cái thời gian nếu mà bằng cái Thái nhập về này là nó phải vào phải 8 tháng tới 1 năm. Còn nếu mà cây lớn thì về mình đốt cháy giai đoạn thì có khoảng 7 tháng, 6 tháng. Em thấy anh trồng rất là nhanh luôn á. Em có thể xin phép thử trồng một chậu đúng không ạ? Rồi, trồng thử đi. Okay. Trải nghiệm. Bây giờ em sẽ trải nghiệm lần đầu vô chậu cho chậu lan giống nhá. Cái con này nè, đó. Đặt lên đây ạ. Đúng rồi. Đặt thì nhiều ấy, hoặc là đến lúc mà cái con nó là mọc tràn ra thì nó không bị ra ngoài khỏi chậu. Khó mọi người ạ. Nếu mà làm không quen tay thì không thể ôm hết được cái này. Em đã thử rồi mọi người ạ. Nhìn anh làm nhanh vậy chứ tay em làm giữ được bên này thì nó thụt bên kia à. Ngồi loay hoay nãy giờ không ghép được. Nhìn vậy mà nó rất khó. Vâng, và em đã có dịp trải nghiệm thử trồng lan. Và em cảm ơn anh đã cho em trải nghiệm cái công việc rất thú vị này. Và mọi người thấy không? Để một chậu lan trưởng thành tới tay quý anh chị là trải qua một quá trình chăm sóc cũng như là tốn rất nhiều công sức và thời gian của người chăm lan. Và theo như em tìm hiểu thì Dendrozaza là một cái dòng rất siêng bông và nó chịu được thời tiết khắc nghiệt nên là rất đáng để anh chị sưu tầm. Và em sẽ không phiền anh chị làm việc nữa, mời mọi người cùng em ra vườn ngắm bông nhé. Đi một ngày đàng, học một sàng khôn. Clip hôm nay thú vị không cả nhà? Xung quanh em đây là bạt ngàn hoa với màu sắc rất rực rỡ và rất bắt mắt. Và anh chị đừng quên nhấn theo dõi để em có thể gửi tới quý anh chị các clip thú vị về lan nữa. Bây giờ thì em chào tạm biệt các anh chị.